Morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Thì video ngày hôm nay Jason sẽ giải đáp một số câu hỏi về cái vấn đề là chiếc Sony A7S III có dành cho cái việc photography được hay không? Các bạn có thể chụp được những cái tấm ảnh professional từ cái sensor chỉ có 12 megapixel hay không? Jason sẽ giải đáp câu hỏi đó của các bạn. Ok, thì ngày hôm nay sẵn tiện Jason có một cái project chụp một cái bộ hình professional cho một cái brand deal và hiển là model của chúng ta. Trong cái buổi photoshoot này Jason sẽ sử dụng chiếc Sony A7S III, một chiếc Sony chuyên để quay video. Rất là nhiều người nói đây không phải là cái camera dành cho cái việc chụp ảnh professional, nhưng ngày hôm nay Jason sẽ chứng minh cho các bạn thấy với một cái project professional như vậy, brand deal như vậy, chụp ra những cái tấm ảnh product xịn sò và có thể sử dụng để chạy quảng cáo được như thế này, Jason sẽ sử dụng 12 megapixel sensor của chiếc Sony A7S III này để chụp ra những cái tấm ảnh đó và để xem khách hàng của chúng ta có nhận ra được cái sự khác biệt giữa một chiếc camera chỉ có 12 megapixel so với một cái camera 24 megapixel hay là 42 megapixel hay không. Alright, hiện tại bây giờ Jason đang có một cái setup, một cái combo đó là Sony A7S III cùng với lại cái lens Sigma 50F1.4, và đồng thời trong video ngày hôm nay Jason cũng sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mới đến từ công ty KNF. Đây là một bộ magnetic filter, có nghĩa cái bộ filter này sẽ sử dụng cái hệ thống 500 để mà các bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng gắn cái filter lên trên cái lens nếu trong những cái trường hợp mà các bạn phải sử dụng hay là phải đổi qua đổi lại giữa CPL hay là ND filter, thì cái việc sử dụng một cái hệ thống 500 này rất là tiện lợi. Và ngày hôm nay Jason sẽ review cái sản phẩm này, chia sẻ với các bạn là nó có đáng tiền để mà mua hay không và nó sẽ phù hợp, nó sẽ tiện ích cho các bạn như thế nào trong những cái set quay, set chụp của các bạn. Khi Jason quay video thì thường Jason hay sử dụng ND filter, hoặc là những cái video mà Jason quay xe hay là những cái cảnh mà Jason quay qua những tấm gương thì Jason sẽ sử dụng CPL để mà cắt bớt những cái reflection, đặc biệt là trong những cái set quay ở ngoài trời. Jason rất là cần một cái setup nhanh chóng gọn lẹ để mà Jason có thể dễ dàng thay đổi, chuyển qua chuyển lại giữa CPL và ND filter. Ok, khách hàng ngày hôm nay của chúng ta là một chiếc đồng hồ đến từ công ty Timex. Thì Timex đã gửi cho Hiển chiếc đồng hồ này để mà feature một cái post của Hiển ở trên Instagram. Ngoài ra Jason sẽ quay một cái video, một cái short story Instagram reel. Sang chảnh không, lịch sự không, đỉnh. Cái vibe tốt nhất dành cho cái đồng hồ này đó là những cái bộ vest, những cái bộ suit mặc vô rất là đẹp mà nhìn nó lịch lãm nữa. Đường link vào Instagram và Facebook của Hiển Jason để dưới phần description, các bạn hãy bấm vào để mà follow Hiển xem những cái tấm ảnh đẹp nhé. Alright, let's go. Vô tình ngày hôm nay trời mưa, cái mặt đường rất là ướt và cực kỳ thích hợp cho cái dạng street photography, street portrait fashion. Khi mà cái mặt đường ướt, các bạn sẽ thấy được những cái reflection từ những cái ánh đèn xe chạy trên đường, nhìn rất là CD vibe. Oh my god, đi chụp trời mưa mà mang giày trắng. Cho anh một tấm Hiển đi từ bên đường bên đó qua bên đây, anh sẽ ngồi bên đây anh chụp, tại vì anh thấy được cái bản hiệu open về cái đèn nó màu cam kìa, nó sẽ tạo ra cái bokeh đẹp hơn. Từ khi bắt đầu sử dụng cái màn hình lật ra bên hông như thế này á, Jason cảm giác là Jason có thể chụp được những cái góc thấp rất là dễ dàng luôn. 2, 3 đi. Bây giờ đứng dưới đường vẫn là cái view này, nhưng mà anh chụp close up, ngước cái cầm lên chứ. Cái ngón cái thọc vô đây nè. Đẹp dữ. Ok, cái góc này background rất là đẹp, nhưng có một điều đó là cái reflection ở trên cái đồng hồ không thấy rõ cái mặt. Và đây là cái lúc mà Jason muốn sử dụng một cái CPL filter để mà chặn bớt, cắt bớt những cái reflection đó. Ở trên cái lens hiện tại bây giờ của Jason đang có sẵn một cái vòng 500, Jason đã gắn sẵn lên trên cái lens rồi. Khi mà Jason muốn gắn những cái filter lên, Jason chỉ cần đơn giản hít nó lên trên đây thôi, lát cỡ nào nó cũng sẽ không rớt nha. Bởi vì đây là cái hệ thống 500, vừa có 500 ở trên cái filter, vừa có 500 ở trên cái vòng ring ở trên đây. Cho nên khi Jason hít nó lên trên đây á, Jason không có cần vặn gì hết, chỉ trong vòng chưa tới một giây nữa là Jason đã gắn được cái filter lên trên cái lens của Jason. Đẹp, perfect. Ok, chụp đồng hồ mà nãy giờ chưa chỉnh giờ, mới vừa unbox hôm qua đúng không? Để vậy nè, để xem á. Ừ, lùi lại chút xíu đi Hiển, đưa cái này xa ra em chút xíu. Đang chụp hình mà trời mưa, oh my god, chứ bây giờ phải chạy thôi chứ để ướt mấy hết. Jason chưa test thử là cái A7S III có chống được nước nhiều hay không.
Oh my god, ư khan may móc à. Các bạn có thấy nước đang dính ở trên cái filter hay không? Theo Jason được biết thì cái sản phẩm này, cái bề mặt của filter có những cái lớp coating chống được nước nữa. Khi những giọt nước rớt lên đây, các bạn chỉ cần thổi thôi là những cái giọt nước đó rớt xuống. Cho nên bây giờ Jason sẽ test luôn. Boom. Sau khi Jason thổi thì những cái hạt nước đó nó chạy về phía cái rèn, và chúng ta lắc nó một chút xíu thì nó sẽ rớt bớt ra ngoài. Filter của chúng ta nó vẫn không có bị dơ. Các bạn không cần phải lấy những cái khăn lau lens để mà lau cái filter này nữa. Đang chụp mà dính trời mưa, thiệt là không có được vui chút xíu nào. Sẵn tiện bây giờ Jason sẽ review cái filter này cho các bạn luôn. Nói về cái chức năng magnetic 500 hút filter như thế này thì Jason phải nói Jason rất là thích. Snap nó on, lắc cỡ nào nó cũng sẽ không rớt. Và khi các bạn muốn thay đổi cái filter khác hay là muốn tháo cái filter xuống thì chỉ cần giật nó ra như thế này thôi. Và cái filter nó rất rất là mỏng luôn. Bởi vì sử dụng hệ thống 500, công ty phải đảm bảo được là khi các bạn hít cái filter này lên, nó phải đủ nhẹ và cái độ hút của 500 nó phải đủ cứng để trong quá trình di chuyển hay là on set, cái filter nó không tự động rớt ra khỏi cái lens của các bạn. Chỉ khi nào các bạn có chủ đích tháo nó xuống thì các bạn chỉ cần giật nó ra như thế này thôi. Rất là tiện lợi. Ở phía vòng ngoài của cái filter chúng ta sẽ có được cái texture, những cái đường răng rất là mịn, nhưng khi các bạn cần bám chặt vào nó thì nó lại rất là chắc. Nó rất là tiện ích cho cái việc các bạn cầm nắm cái filter hay là các bạn cần tháo luôn cái vòng ring 500 này ra khỏi cái lens của các bạn. Có những cái filter mà nó trơn tru quá thì các bạn rất là khó khi mà tháo nó xuống. Gắn lên thì dễ nhưng mà tháo xuống rất là khó. Build quality rất là tốt. Jason không thấy được cái sự thay đổi về cái độ nét, cái độ sharpness detail của cái filter. Cái trọng lượng của cái filter rất là nhẹ luôn. Khi các bạn gắn nó lên cái lens của các bạn, cái setup của các bạn thì Jason hoàn toàn không cảm thấy được cái sự khác biệt hay là cái setup của Jason bị nặng thêm. Thì đây là cái túi filter của chúng ta. Ở bên trong cái túi này, đây là trọn bộ sản phẩm nhé. Khi các bạn mua cả bộ thì các bạn sẽ có được một cái ND filter. Đây không phải là variable ND filter nhé. Nó chỉ là một độ tối thôi, các bạn không thể thay đổi được cái độ sáng tối của nó. Và nó là ND 1000. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái UV filter, một cái filter clear trong thôi để bảo vệ cái bề mặt kính của các bạn. Nhưng mà Jason khuyến cáo các bạn không nên sử dụng tất cả những cái thể loại UV filter. Nói vậy cũng không đúng. Trong những cái trường hợp mà các bạn phải chụp với bụi bặm hay là đá thì các bạn sẽ muốn gắn cái UV filter này lên để mà bảo vệ cái bề mặt lens của mình. Nhưng mà hạn chế sử dụng, các bạn sẽ muốn được là cái quality của cái tấm ảnh, của cái video, của cái shot quay đó sharp, detail, màu sắc rực rỡ nhất có thể cung cấp được từ cái lens của các bạn tạo ra. Ngoại trừ những trường hợp phải sử dụng ND filter hay là CPL filter, ngoài ra Jason sẽ không bao giờ gắn bất cứ một cái filter nào lên trên cái bề mặt lens của Jason để nó làm giảm cái chất lượng, cái quality của cái video hay là của cái tấm ảnh. Yeah, thì chúng ta sẽ có được 1, 2 UV filter, ND filter và cả cái CPL filter ở trên đây nữa. Và ngoài ra tất nhiên sẽ có một cái vòng ring 500 như thế này để các bạn attach, các bạn gắn lên trên cái lens của các bạn. Không có gì trong đây hết nha, không có một lớp kính nào ở trong đây hết. Nó chỉ là một cái vòng ring, nó giống như là những cái step up ring của các bạn thôi, nhưng ở trong cái vòng ring này nó sẽ có 500 ở trong đây để các bạn có thể dễ dàng hít lên hít xuống như thế này. Đặc biệt là trong những trường hợp mà Jason quay video ở ngoài trời thì Jason sẽ sử dụng một cái ND filter như thế này. Jason snap nó on để Jason có thể ép cái khẩu của Jason thấp nhất có thể và cái shoulder, cái tóc của Jason vẫn ở đúng cái vị trí mà Jason muốn chứ không phải thay đổi để điều chỉnh cái độ sáng của khung hình. Sau khi quay xong cái shot đó và đến khi Jason quay một cái shot mà có những cái reflection phản chiếu qua kính, qua gương thì Jason muốn sử dụng một cái CPL filter như thế này. Jason không cần phải tháo cái ND filter này xuống. Jason có thể hít thêm cái CPL filter này lên trên, chồng lên trên cái ND filter luôn. Đó là cái điểm đỉnh ở cái bộ filter này. Có nghĩa là các bạn có thể sử dụng cả hai dạng filter cùng lúc, ND filter và CPL filter, hít nó chung lại với nhau và hít lên trên bề mặt cái lens và boom, crispy và nhanh gọn lẹ. Jason gắn hay là thay đổi những cái filter ở trên cái lens trong vòng chưa tới 1 giây nữa. Các bạn có thể mua thêm những cái vòng ring 500 như thế này để gắn lên tất cả những cái lens của các bạn. Thì cái việc mà các bạn thay đổi filter giữa lens này sang lens kia nó rất là dễ dàng. Đường link để mà mua bộ sản phẩm KNF Magnetic Filter Jason sẽ bỏ vô phần description. Các bạn hãy bấm vào đường link đó order cho mình ngay một bộ filter như thế này nhé. Nếu Jason có khoảng 10 cái lens thì Jason sẽ mua sẵn 10 cái vòng ring 500 này gắn lên trên hết 10 cái lens đó của Jason. Mỗi lần Jason muốn sử dụng filter chỉ cần móc ra khỏi cái túi, hít nó lên, bam, that's it. Nói về cái túi, Jason rất là thích cái túi đựng filter của cái bộ này. Nhìn nó minimal, nó không có chống nước nha. Có chống nước không ta? Không biết là nó có chống nước không.
hình như là có chống nước đó. Bởi vì ở trên cái zip này Jason thấy được một cái lớp khô đèn để mà chống nước. Ở đằng sau này chúng ta có một cái velcro để mà các bạn mở ra và gắn cái túi filter này vào bên hông cái dây nịt của các bạn, móc nó qua như thế này đấy. Thì các bạn có thể luôn gắn cái túi filter này ở bên hông các bạn trong những cái set quay, set chụp mà các bạn phải đi di chuyển liên tục ở trên hiện trường, ở ngoài thành phố, ở trong downtown, ở ngoài ruộng, ngoài quê. Thì trong quá trình các bạn di chuyển, các bạn cần phải thay đổi filter. Các bạn chỉ cần thọc qua bên hông của các bạn, lấy cái filter ra, hít lên trên cái lens, that's it. Nhìn cũng fashionista ha. Đặc biệt là các bạn wedding photographer hay là wedding filmmaker, các bạn sẽ muốn sử dụng cái túi này đeo vào bên hông. Bởi vì trong cái sự kiện wedding, tất cả những cái sự kiện diễn ra trong ngày cưới rất là nhanh và liên tục, các bạn phải in and out, chụp trong nhà, chụp ngoài sân, chụp trong bàn ăn, thì các bạn sẽ muốn thay đổi cái filter của các bạn liên tục, cho nên hãy gắn cái túi này vào bên hông. Chắc là mình đi chụp đi hả? Bất mưa rồi kìa. Muốn chụp luôn trong xe cho nó lẹ không? Ừ, cũng được, chụp xe luôn cũng được. Ồ, anh có một cái góc rất là hay. Hiện bấm hở nửa cái khe kính xuống đó, anh sẽ chụp qua đó. Hở xuống chút nữa Hiện, cái tay kia bỏ lên vô lăng Hiện, đẹp ở nhà giữ nha. Hạ kiến xuống chút đi Hiện ơi, cái tay đừng ôm cái bụng, cô giúp nha. Đẹp, mấy tấm này là anh cân sáng cho cái đồng hồ, cho nên em hoàn toàn có thể kéo được hai like của này xuống. Đứng nhìn anh, nhìn về hướng này nè. Hiện bấm ở ghế đằng sau. Đẩy cái người em xích về sau chút. Rồi ngước cái cổ em lên, ngước cái cổ em lên để khỏi lấy nộm. Nhắm mắt lại luôn. Ây da, chụp hình ở tư thế này khó khăn quá. Cái góc sinh rút này đẹp quá Hiện. Quay lại, khép mắt lại anh chút, mắt hơi ngáo. Ây da, đẹp. Cho anh thêm một cái shot đi qua, giơ đồng hồ lên coi. 2, 3, quất. Giữ cái tay, mà đứng ở đây nè. Lùi lại đây chút. Rồi, đẹp, giữ luôn. Đẹp. Ok, quay trở lại cái vấn đề, Jason sẽ giải đáp về cái việc là một chiếc Sony A7S III có phục vụ được cho công việc photography hay không. Với những gì Jason đang làm, Jason chụp ảnh, quay video mỗi ngày. Một chiếc Sony A7S III đã đủ cho việc chụp ảnh photography. Dù là Jason chụp product, sản phẩm hay là những cái post của Jason ở trên Instagram, thì với 12 megapixel đã đủ cho Jason rồi. Và bằng một cái cách nào đó, khi Jason biết cái camera trong tay của Jason chỉ có 12 megapixel thôi, thì cái việc anh frame bố cục khung hình của Jason, composition, Jason phải để ý vào những cái đó nhiều hơn khi mà Jason chụp với lại một chiếc Sony A7 III có 24 megapixel hay là 42 megapixel ở trên 7R3 hay là 7R4 62 megapixel. Ủa, em có biết là 7R4 bị discontinued? Yeah. Tại vì không ai mua hết, rất là ít người mua. Cái dòng R nó chuyên photography là bởi vì cái megapixel của nó cao, nhưng mà không phải dạng hình ảnh nào, dạng photography nào cũng cần megapixel cao. Anh nói ví dụ một cái camera có megapixel cao thì cái dung lượng file của nó rất là cao. Những wedding photographer người ta sẽ không muốn sử dụng những cái camera đó, bởi vì ở trong một cái wedding em chụp cả ngàn tấm, cả chục ngàn tấm ảnh, thì đâu thể nào em ôm hết cái đống ảnh đó về với nhiêu đó dung lượng để mà bỏ vào máy tính của em. Máy tính của em có handle nổi hay không, hiểu không? Để đáp ứng được cái việc edit những cái tấm ảnh đó, em phải upgrade luôn cái dàn máy tính của em. Đúng. Phải mua cái iMac mới nè, phải build cái thùng PC cả chục ngàn nè, cho nên nó không phải lúc nào cũng có lợi. Và đặc biệt với thời điểm hiện tại bây giờ, đa số những cái hình ảnh em xem on phone, ở trên điện thoại hết, cao lắm thì người ta xem những cái hình ảnh của em ở trên một chiếc màn hình 4K 27 inch. Một cái tấm ảnh chụp ra 24 megapixel đã là hơn 4K rồi, còn một cái tấm ảnh chụp ra từ 12 megapixel đã là 4K rồi, thì không có lý do gì em phải upgrade lên tới 42 hay là 64 lần. Thậm chí cái A7R3 của anh cũng rất là ít sử dụng. Chỉ những người chụp những cái tấm ảnh landscape hay là những cái tấm ảnh mà các bạn phải in ra canvas, một cái tấm ảnh lớn thật là lớn, thì các bạn sẽ muốn chụp với cái camera có độ phân giải, có cái sensor megapixel nó cao. Còn với những gì mà Jason đang làm, đa số những người khách hàng của Jason hay là các bạn, những người follower hay là subscriber của Jason thấy những cái tấm ảnh của Jason qua màn hình của một chiếc điện thoại thôi, thì với màn hình của một chiếc điện thoại như thế này, các bạn sẽ không phân biệt được là tấm ảnh nó chụp ra từ một chiếc máy 12 megapixel hay là 64 megapixel đâu. Nhiều khi Jason chụp điện thoại đó em. Nhiều.
Jason đã sử dụng chiếc camera này để chụp ra những cái tấm ảnh cho những người khách hàng của Jason. Khi họ nhận được những cái tấm ảnh đó, họ wow, đẹp quá, xịn quá, ảnh chất lượng cao quá. Họ không nhìn thấy được, họ không biết được là tấm ảnh đó vừa được chụp ra từ một cái camera chỉ có 12 megapixel thôi. 60-70% những người khách hàng của anh họ còn không biết resolution là cái gì nữa. Chỉ những người như mình làm nghề thì mình mới biết thôi. Cộng đồng ở trên mạng hay là những người khách hàng của các bạn chưa chắc gì họ đã biết camera sensor là gì và megapixel là gì. Ngoài ra ở trên mạng có những cái website hay là có những cái ứng dụng để mình nâng cấp tăng cái resolution của một cái tấm ảnh lên. Và Lightroom đã có chức năng đó luôn. Jason sẽ làm một cái video khác để chia sẻ với các bạn một cái tutorial video tăng độ phân giải, tăng cái resolution từ một tấm ảnh chụp ra từ một cái camera megapixel thấp, hoàn toàn có thể in những cái tấm ảnh đó ra canvas. Thì đó là những chia sẻ cá nhân của Jason. Jason hy vọng là cái video này sẽ giúp cho các bạn có thêm idea và cái sự lựa chọn những cái camera cho các bạn. Hãy xác định rõ là các bạn muốn mua cái camera đó phục vụ cho việc quay video hay là photography, và đối tượng khách hàng của các bạn họ cần những cái sản phẩm như thế nào. Chỉ cần những tấm ảnh để đăng lên trên Instagram, Facebook, mạng xã hội, các bạn vẫn có thể chụp ra những cái tấm ảnh đẹp với chiếc Sony A7S III này. Ngoài ra cái việc quay video của nó rất là tốt nếu quay video là công việc chính của các bạn. Anyway, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like bên dưới, đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jason nhé. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Những cái tranh luận của các tranh luận anh đang nói tuyến gì, những cái tranh nữa, những cái từ chỗ khác, cái chú này chú ồn quá. Let's go hiện. Ủa sao nó chỉ xuống cái bộ đồ lòng của anh vậy? Sẵn tiện Jason cũng hiển sau sau em lựa ngày đỉnh như hello.